Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Game Mini. Đây là tựa game hoàn toàn mới, nó mới ra mắt cách đây 2-3 ngày thôi. Đó chính là tựa game Miếng Gỗ Cuối Cùng. Và các bạn có thể thấy đồ họa của nó khá giống với đồ họa của Minecraft và cũng là một hình vuông. Ok thì chúng ta có một người vợ và một người chồng, một túp lều, một cái bè hả? Mấy miếng bè này, một ổ câu cá, một khu bếp, một cái cây và một con cá mập hình vuông. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Như mình tìm hiểu thì chúng ta phải thu thập cây trước này. Đây là bè, đây là cây chanh, đây là lửa trại và đây là khu câu cá. Mình sẽ phải trồng những cây này và mình sẽ mở rộng ra. Ok. Thì các bạn nếu mà thích tựa game này thì các bạn đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha, để giúp chúng ta lên được 100.000 subscribe. Ok, bây giờ mình sẽ đợi hai cây chanh này lớn lên. Mình thu hoạch thôi, hết sứ đồ gỗ rồi. Mình có một con cá. Rồi, thu hoạch hai vợ chồng. Rồi. Thêm bè nào. Một tuyệt vời ông mặt trời. Vậy là hai vợ chồng chỉ còn. Rồi sau cái này là mình sẽ. Rồi nhanh lên em ơi. Rồi ăn chanh vào nào, ăn chanh vào. Tuyệt vời. Rồi sau này sẽ là con cá mập đến bây giờ đấy. Thôi đi anh vợ chồng ơi. Thôi đi anh em ơi. Thôi đi nào, thôi đi. Mày đâm nhờ, bỏ ra, ui. Rồi, cắn gãy sứ nó bè rồi. Ok, chúng ta phải thiết lập môi trường phòng thủ. Cắn kiểu đá điểm. Rồi, có hai cái này đi vợ chồng ơi. Mình sẽ đục cái chỗ giữa luôn để làm một chỗ câu cá. Cái chỗ lúc ấy con cá mà nó phá hỏng mất rồi. Đó kìa, what the. Mày, vợ đấm. Rồi, tuyệt vời. Câu cá đây à, vợ ơi, để chồng thu hoạch cho. Câu cá nè. Câu cá. Tuyệt trời. Trồng tiếp cây chanh ở đây nha. Sẽ là, đây, chỗ này sẽ là kiểu vườn chanh. Rồi, chỗ này sẽ là lửa chanh. Xây dựng câu cá đen. Xây dựng đi em ơi. Xây cái đường chạy ra. Rồi xây đường chạy ra ngoài. Xây đường chạy ra đây. Rồi có cái đường chạy rồi. Câu cá tiếp nào. Ăn chanh đi. Đúng rồi. Thôi. Vợ ra nướng cá đi vợ ơi. Nướng cá. Ok, làm mấy cái cây nữa đi. Rồi, nướng cá rồi. Ăn luôn đi. Xẩu luôn. Rồi, tuyệt vời, vợ ra câu cá. Câu cá. Chồng phải ăn chứ. Đánh cá mập. Tuyệt vời em mẹ. Chồng lại đi. Rồi. Ăn đi. Ok. Ôi cá mập. Mày. Rụng rồi. Khá là ok nhỉ. Vẫn chưa có đủ người thôi, mình cứ thu hoạch cam nè. Trồng câu cá. Vợ nướng cá. Anh em theo. Tuyệt vời. Đơn giản cuộc sống chỉ là vậy thôi. Lênh đênh. Ôi có đứa con này. Rồi con cũng hình vuông luôn.
Con ơi cẩn thận đấy, thọt xuống đây là cứu bằng mắt. Có cá đấy em mẹ. Rồi, trong này hàng cây này. Tuyệt vời. Xoay thêm một chỗ. Thêm bè ra vậy. Rồi. Thằng con, ngã bây giờ. Rồi, chúng ta sẽ kể cho, em sẽ nói cho anh nghe về đại dương xanh. Úi dồi ôi, đi qua đây sao không thọt. Tiếp tục câu cá đây. Tuyệt vời không mất rồi. Hai vợ chồng câu cá đi, hai vợ chồng ơi. Ơi, có ba người rồi, vợ, con này lớn rồi nè. Thôi ra đây trồng cây nó đi. Đơn giản chứ. Nó gặp sư mất cái bè rồi. Làm đi. Quay cái cây đi cho nó đỡ vướng. Con này ăn cá đi. Ăn cá. Rồi quay cá. Ôi, đâm 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 cá mập, đâm cá mập, đâm cá mập. Mày. Đi thủ. Cái này đói mới thủ thôi. Ta đâu có muốn con cá rồi. Không tiếp đi em. Chiên đi. Ăn thịt. Câu cá đi. Con này phải ra để ăn thịt chứ. Con này quay thịt này. Quay thịt sẵn. Rồi mình sẽ không để ai chết cả. Thu hoạch gỗ đi. Lại mở dại ra một đứa con nữa. Tuyệt vời. Đây này đi, cho đỡ vướng. 4 cây chanh là ok, 29 quả chanh. Cá đi anh em. Cá đi, sao ai bảo mày ra quay cái ngâu đâu. Ok. Cá đi anh. Ăn chanh chết rồi. Chưa đứa nào nướng cả. Rồi, đấm nó, đấm. Dục rồi. Nướng tiếp đi anh em. À, có 4 người rồi. Ông chơi, ông lại sợ mày quá, sợ mày quá. Tiếp tục nướng nào. Lại ra một thằng nữa. 440 gỗ rồi, cái này để phong cảnh thôi. Rồi. Ba lò lửa này ổn. Anh em ạ. Dân số càng tăng rồi. Bè ra. Có cá đi mày. Cá mập kìa. Anh em thấy tôi ghê không? Có hai đứa con nữa rồi này. Ở chỗ câu cá thôi. Thì mấy đứa lớn thì tuyệt vời. Chết rồi, bây giờ đây. Nó để ấy đi. Nướng thịt đi này. Gỗ đừng có ăn. À đói phải ăn chứ nhỉ. Rồi anh em tuyệt vời. Không phá đi anh em. Cần trồng thêm một hàng cây ở đây. Hàng cây xanh chạy dài. Được đi đi. Con này ăn phải ăn chanh này. Thuật. Đánh câu nào. Em thấy không? Cuộc sống gia đình là chỉ có nướng thịt, câu cá và trồng cây. Hết. Tuyệt vời em ơi, cứ nướng đi. Cứ nướng đi, mọi người sẽ. Mày, gặp. Tiếp tục câu thôi. Sẽ
lại ngó ngó. Nó cắt cho một cái bây giờ. Ăn cá đi ông. Rồi. Sạch cá, hết chưa? Số lượng người đang tăng lên mà hết sạch cá, hết sạch đồ ăn rồi. Hết rồi, sắp rụng rồi. Em ơi. Rụng rồi. Câu cá đi. Ok. Đi thôi. Cái trò này không điều khiển được ấy, nó không điều khiển được người. Thịt nè, nướng thịt nè. Dùng hết cả cây rồi. Lại có thêm một thằng con trai. Một đứa con trai mà. Một bố là giống, còn đâu toàn con gái. Vào đây các em. Cá đâu ra mà ăn. Chỗ này phải tỉ con cá mà. Mày không làm gì nướng thịt đi. Thịt đi em ơi. Ôi thiếu chanh à? Chết cha. Thiếu chanh thì đứng thịt à? Có lẽ nào? Đúng mẹ rồi, thiếu chanh thì đứng thịt. Em vội quên đi. Úi giời ơi, ra đây đi em ơi. Cả nhà vẫn sống, nhăn răng. Mình chăm sóc trẻ con thật là tuyệt vời. Đứng thịt đi em ơi. Cá thì nhiều mà đứng thịt. Thì đi kìa. Thì phải nướng liên tục chứ. Nhà thì đông rồi. Người thì lười làm. Số này. Mày. Thì các anh em ơi. Các anh em phải vã trưởng không? Ngoài cây nào. Hết sạch cam để nó ăn rồi. Cá nướng thịt con này. Bây giờ mày đang để tao cử tất cả bọn này xuống thì để solo với mày còn được. Riêng con này luôn. Con cá nướng thịt đi các anh em. 18 con cá. Bây giờ mình biết là nướng cá cần chanh đấy. Không biết từ nãy giờ nó rụng thằng nào chưa. Sống như khép kín. Trồng cây, lấy gỗ, làm bè câu, nướng cá. Hết ngày, tối chơi đấu với cá mập bằng tay. Hai ngồi đây làm gì đấy? Đông quá không kiểm soát được hết rồi. Ồ. Rồi, do quá đông. Quá đông và cuộc sống khá sung túc rồi. Thì ok, thì nếu mà các bạn thích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Con một quả trứng thì mới xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại chuyên cắt bim bim Tony. Ôi chết, mở cái gì đây? Ok. Hơi khó đi. Uầy, khó quá, nó không cho chỗ mở à?